Xin chào các bạn. Trước hết mời các bạn tải bản PDF nội dung bài học ở ngay dưới video này để tiện theo dõi. Bài học số 14 hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tiết tấu phần 2. Như đã đề cập ở bài trước, tiết tấu là yếu tố nghệ thuật nền tảng cốt lõi quan trọng hàng đầu trong âm nhạc. Vì thế trong đời sống thực tế thường chỉ có một số ít người không biết đến giai điệu. Rất nhiều người không biết hòa âm, nhưng không ai là không biết hoặc không cảm nghiệm được phần nào về tiết tấu. Trong âm nhạc, các tác phẩm thanh nhạc, tức là những tác phẩm có lời ca, thì tiết tấu phải dựa trên ý nghĩa lời ca. Còn trong các tác phẩm khí nhạc, tức là các tác phẩm âm nhạc không có lời ca, thì tiết tấu dựa trên tình ý của người soạn nhạc, được thể hiện qua các ý nhạc chủ đạo, còn gọi là nhạc đề, và sự khai triển các chủ đề đó theo những nguyên tắc cơ bản nhất định. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu và thực hành nhóm tiết tấu bất thường. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu những nhóm tiết tấu bất thường khác. Trước hết là nghịch phách. Nghịch phách là khi phách mạnh hoặc là phần mạnh của phách được thay thế bằng dấu lặng. Vì thế, nghịch phách được thể hiện bằng cách im lặng hoàn toàn nơi phách mạnh hoặc là phần mạnh của phách, âm thanh phát ra nơi phách yếu. Nghịch phách thường gây ấn tượng mạnh do cảm giác không ổn định, đôi khi là sự hụt hẫng, kích động, nhộn nhịp. Còn đảo phách là sự dịch chuyển trọng âm từ phách mạnh sang phách nhẹ, hoặc từ phần mạnh sang phần nhẹ của phách. Vì thế, đảo phách được thể hiện bằng cách âm thanh vang lên ở phách nhẹ hoặc là phần nhẹ của phách, ngân sang phách mạnh hoặc phần mạnh của phách. Đảo phách gồm có hai loại, đảo phách trong cùng một ô nhịp hoặc đảo phách liên ô nhịp. Đó là phần lý thuyết của bài học hôm nay. Sang phần thứ hai, xướng âm thực hành. Trong bài học này, chúng ta sẽ lần lượt thực hành các nhóm tiết tấu bất thường, nghịch phách và đảo phách. Đảo phách trong cùng một ô nhịp hoặc đảo phách liên ô nhịp. Về nhịp, chúng ta sẽ ôn luyện nhịp 2-4, nhịp C, tức là nhịp 4-4. Về hợp âm chủ, chúng ta sẽ xướng âm giọng đô trưởng, pha trưởng và son trưởng. Bây giờ mời các bạn đi vào thực hành chi tiết. Bài học thực hành xướng âm đầu tiên này là đoạn nhạc về nghịch phách. Tác giả viết ở giọng đô trưởng nhịp C, tức là nhịp 4-4. Như chúng ta đã học, nhịp 4-4 gồm có hai trọng âm ở phách thứ nhất và phách thứ ba. Vậy ở đây đều được thay thế bằng các dấu lặng, cho nên gọi là nghịch phách. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, 3 vào. Son la son, do re do, la si la, son la son, fa mi, re mi re. Son la son, do re do, si do si. La si la, son fa mi re, do mi son do. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, 3 vào. Son la son, do re do, la si la, son fa. Mi fa mi re, son la son, do, si do si, la, son fa
Pham bi rê, đô mi son đô. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, 3 vào. 2. Đoạn nhạc thực hành xướng âm thứ hai này là đảo phách trong cùng ô nhịp được viết ở giọng pha trưởng. Chúng ta để ý các nốt nhạc màu đỏ báo hiệu đảo phách. Lý do là nhịp 4-4 gồm hai trọng âm ở phách 1 và phách 3, thì các nốt nhạc màu đỏ đều nằm ở đầu phách 3, nhấn nhưng lại ngân sang nửa sau của phách 3 cộng với nửa đầu của phách thứ 4. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, 3 vào. Đô la la, đô la fa đô rê, đô đô son la son fa son la, si la son la si, đô rê rê đô đô. Đô la la, đô la fa đô rê, đô đô son fa son la, si la son la si, đô son fa fa fa. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, 3 vào. Đô la la, đô la fa đô rê, đô đô son fa son la, si la son la si, đô rê rê đô đô. Đô la la, đô la fa đô rê, đô đô son fa son la, si la son la si, đô son fa fa fa. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, 3 vào. Đoạn nhạc thực hành xướng âm thứ ba này được viết ở giọng son trưởng nhịp 2-4, là trường hợp đảo phách liên ô nhịp. Chúng ta quan sát các ô nhịp có các nốt nhạc màu đỏ. Âm thanh được vang lên ở nửa phách sau của phách nhẹ ô nhịp trước, kéo dài và ngân sang đầu ô nhịp sau, tức là trọng âm phách mạnh. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2 vào. Si 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 re son la la si son la re. Si 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 re son la la si son la si. Si 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 re son la son si son mi fa. Rê si la la fa la la rê mi fa son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2 vào. Si 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 rê son la la si son la rê.
Si 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 re son la la si son la si. Si 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 re son la son si son mi fa. Re si la la fa la la re mi fa son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1 2 vào. Đoạn nhạc thực hành xướng âm thứ tư này được viết ở giọng son trưởng nhịp 2-4, là trường hợp đảo phách trong cùng ô nhịp và liên ô nhịp. Chúng ta để ý các nốt nhạc màu đỏ, la si, son rề, la si, phà son, là trường hợp đảo phách trong cùng một ô nhịp. Còn các cuối câu, son lá, mi rề, lá son, là trường hợp đảo phách liên ô nhịp. Âm thanh vang từ cuối nhịp trước ngân dài sang đầu nhịp sau. Đồng thời đoạn này chúng ta cũng gặp dấu hồi tống, xướng âm từ đầu đến hết volta 1 quay lại từ dấu hồi tống tới volta 1 thì bỏ, nhảy sang volta 2 và kết thúc. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1 2 vào. Son son la si son re, son son la si son mi, fa fa son la. Son son la si son re, son son la si son mi, fa fa la son mi re. Son son la si son re, son son la si son mi, fa fa son la. Son son la si son re, son son la si son mi, fa fa la son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1 2 vào. Son son la si son re, son son la si son mi, fa fa son la. Son son la si son re, son son la si son mi, fa fa la son mi re. Son son la si son re, son son la si son mi, fa fa son la. Son son la si son re, son son la si son mi, fa fa la son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1 2 vào. Thank you.
Như vậy là bài học của chúng ta hôm nay đã xong. Mong các bạn dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể làm quen và sớm làm chủ được các nhóm tiết tấu bất thường là nghịch phách và đảo phách. Chúc các bạn ôn luyện thành công. Hẹn gặp lại trong bài tới.